Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 12 tháng 10 năm 2024 trên kênh Phú Nú TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, vui lòng ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phú Nú TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Thưa các bạn, giá hồ tiêu sáng nay, ngày 12 tháng 10, thị trường xuất khẩu tiếp đà giảm với giá tiêu đen của Malaysia, trong khi đó tăng trở lại với giá tiêu của Indonesia. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 10, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh giảm thêm 100 USD trên tấn với giá tiêu đen xuất khẩu của Malaysia từ mức 8.800 USD trên tấn xuống 8.700 USD trên tấn, giảm 1,15% so với phiên trước. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu tại quốc gia này duy trì ổn định ở mức giá 11.200 USD trên tấn. Tại Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu tăng 21 USD trên tấn lên mức 6.732 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu là 9.002 USD trên tấn, tăng 28 USD trên tấn so với phiên trước. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil duy trì ổn định ở mức 6.750 USD trên tấn. Trên thị trường, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở mức thấp nhất là 6.500 USD trên tấn và 6.800 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu là 9.850 USD trên tấn. Thưa các bạn, nhập khẩu tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung nội địa đang cạn dần. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, đợt khảo sát đánh giá hiện trạng 3 tỉnh Tây Nguyên mới đây cho thấy việc duy trì và sản xuất hạt tiêu của người nông dân ngày càng bị cạnh tranh bởi cây sầu riêng và cà phê. Đáng chú ý, ngay sau thời điểm thu hoạch năm 2024, một đợt nắng hạn kéo dài gần 100 ngày đã làm nhiều vườn tiêu già cỗi tiếp tục bị suy thoái thêm. Tình trạng mưa nhiều cũng diễn ra vào giữa tháng 7 tại Đắk Lắk và Bình Phước, làm cho các vườn tiêu dễ rụng trái, thiếu dinh dưỡng, bị vàng lá, ngập úng, nhiễm sâu bệnh hại. Tính đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã nhập khẩu 23.778 tấn hạt tiêu các loại, trong đó tiêu đen là 20.890 tấn, tiêu trắng đạt 2.888 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 102 triệu USD. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, ngày 12 tháng 10, ghi nhận ở các địa phương trọng điểm, giá tiêu xô tiếp tục giảm mạnh thêm 2.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay, giá hồ tiêu trong nước ghi nhận thu mua quanh mức là 144.000 đồng tới 146.000 đồng 1 kg. Ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 145.000 đồng đến 145.500 đồng 1 kg, trong khi giá tiêu tại tỉnh Gia Lai mức giá là 144.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, sáng nay giá hồ tiêu cũng ghi nhận quanh mức 144.000 đồng 1 kg, mức giá 144.500 đồng 1 kg ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, trong khi tại tỉnh Lâm Đồng ghi nhận ở mức là 144.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ở mức cao nhất là 146.000 đồng 1 kg, mức giá 145.500 đồng 1 kg ghi nhận tại tỉnh Bình Phước và tại tỉnh Đồng Nai. Giá hồ tiêu là 144.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng qua, Brazil, Campuchia và Indonesia là ba quốc gia cung cấp hạt tiêu chủ yếu cho Việt Nam, chiếm 90,3%, lần lượt đạt 8.512 tấn, 6.651 tấn và 6.317 tấn. Trong đó, nhập khẩu tiêu từ Brazil đã giảm 32%, từ Campuchia tăng 95,4% và Indonesia tăng 134,2%. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.